Mấy cái lồng hai cửa này nó hông nó rỗng, nó đá không? Không phải, nó đá trộn đằng sau, nó đá vòng vanh lên lên. Cầu tự có tai Có. Lồng một mặt thì cũng chưa chắc đã ăn được quả đấy. con à? Một mặt nó đá trúng đeo rồi. Chết Ấy, này. đi À, mày đi hít u mẹ ở này này. quái vật phết nhỉ. Kể chứ không, cái này này nó mới hay, tí Nhìn nữa cái này thôi nó kiểu gì vui, chết. xem thế nó thích. Đéo oạch cái chết thì lại nhanh quá. Lên Con này này. lên lại xuống giờ. Muôn nữa. Thôi lá hông đẹp nhỉ. Lối kia còn lối vào trường học à nhỉ? Có Đi vào lấy lòng dưới bụi đất. lại xuống. Đây xe máy cắt nguồn cho tốn đi đấy. À hết. Gần đây đó sẽ phải đi với người. Đâu Bên dưới ơi à, cả về ra về kia. Khu này các bạn đi phải có làng để cho một hai người mua chứ. Cái này trên dây điện. Cúi. Nhưng thực ra nó đéo đá cái thể loại này, nó cứ phải đá vòng rồi. Rất khốn lạ. Con này chuyên gia là kiểu nhăm 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 xong khuỵch cát nó bay ra. Đánh kiểu bò cá. Khôn phết ạ. Nếu hỏi bò cá. Chết Đấy, chết. đấy. Mày. Nó xẻ ra dưới anh ạ. Ừ. Kệ chứ, giờ kiểu đéo chả đá mà không. Và cái Nó cầu chưa hăng, đến lúc bộ thì một lát phát là nó hăng, lấy cũng nổ tư. quá. Chỉ là chạy thánh năng khi nó chơi. À? Khi nó thả ra ngoài luôn. Thế nào? Khi mà nó Ở đâu? thả ra ngoài luôn. Thằng nào? Bắn nó như Thằng nào? chạy. Vui lắm. À, con mồi của nó biết rồi, kéo cắp. Mái xuống kìa. Mái xuống tận lưỡi. Chơi chết thôi. Cũng dễ dễ. Con này cháu con này chắc chuyên đầu đàn khu này. Đấy con kia sang đấu con này bị bậy đấu đấu đang đấu mồi chạy nó đang xuống đợi nó đứng bên trên sẽ là sợ. Đấy tại khi ra ngoài thì còn bắt đầu lao vào mổ luôn. Mái lại lên. Thì hay là bọn nó đi mồi biết rồi. Mình xem nó mồi nó đánh nó dụ. Nó bay đâu không phải là hàng nó bay. Không phải mình treo nó cũng cao, nó khuất đi nữa. Đấy cứ ngó ngó lồng kìa. Cái này có ghi âm tiếng ngay. Cái này có hai con kìa. Đấy, con máy đi, máy. Cái kiểu nó móc lốp. Nếu con nó đè rít. Máy nó bay đi à. Thế này không chưa? Mà cái lồng ấy mình treo cầu nó nằm ngang đúng không? Ừ. Thế nếu nó nâu một cửa chứ đúng thế đâu mưa cửa chết như vậy hả? Lồng này treo là nằm ngang đậu cạnh bên kính tượng ngang nó đậu đấy, nó truyền hai bên này kia cũng đúng của nó rồi, nhưng vấn đề này nó không nhảy vào, nó đéo nhảy chỗ đấy, nó nhảy vào chỗ giữa nó thì nhảy nó mới đéo nào. Là Đấy, nó nhảy đấy thì hai bên kia kìa, hai bên cầu thủ đẹp tên nó giống như.
Hút kiếm rồi. Nhảy luôn. Cúi kìa. Bay lên rồi.